Rồi, hôm nay chúng ta cùng xem cái mà kỹ thuật mà chỉnh sửa những cây cổ thụ á. Đây là hình ảnh của cây mai vàng tuệ sâm ở câu lạc bộ Sa Đéc. À, câu lạc bộ mai vàng Sa Đéc á. Cái này thì áp dụng cho những cây cổ thụ á. Đó, những cây rất là lớn á. Đó, cách uống sữa dùng nhôm á. Đây, người ta dùng nhôm người ta cặp vào cái cây, sau đó dùng dây ni lông để mà bó lại. Những cây rất là lớn á. Phương pháp này thì cây nó sẽ ít bị xiết và nhôm á. Đó, những cây mai vàng này là dùng phương pháp này thì cây nó không có bị sượng á, nó vừa sữa cây nó vừa lớn. Đó, mà anh em tham khảo á, hôm nay có những cây me cổ thụ á, rất là lớn á, cây me, cây mai vàng, cây lekima rất là lớn á. Rồi, mời anh em tham khảo á.